Thiền cơ điện tập 22 Ngày hôm sau, đại sư Huynh sẽ rời đi, tới lúc hành động rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội chuộc tội. Doãn thiền chiếu suy nghĩ. Mấy hôm nay, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều thấy ân hận, đau đớn vì hành động trước đây của mình. Những tâm trạng phức tạp đan xen vào nhau. Xung kích ý thức của hắn, cảm giác như một người bị xé thành hai. Hình ảnh thiên cơ môn bị hủy diệt liên tục xuất hiện trong đầu hắn, Đường theo đó là cảnh ân ái giữa Thượng Vũ Yên và Lý Vân Kim là nỗi đau khi bị đệ tử thần cung khinh thường, âm thầm chế nhạo, bị vứt bỏ, bị chỉ trích, bị khinh bỉ. Đây là kết cục mà phản đồ nên nhận lấy sao? Từ xưa tới nay, không mấy ai trong hắc bạch thần cung coi hắn như người mình. Sau khi công khai thần phận, hắn chỉ nhận được khinh bỉ và coi thường thôi. Bọn chúng coi thường hắn, thậm chí đối địch với hắn, coi hắn là loại tiểu nhân vô sỉ. Bọn chúng qua cầu rút ván, thậm chí ngay cả phụ nữ mà mình yêu nhất cũng rời khỏi mình luôn một lũ tiểu nhân vô sỉ một lũ tiểu nhân vô sỉ ức hiếp người ta Doan thiên chiếu gạo thét trong lòng cho dù có lúc hắn cảm thấy mê man luôn có cảm giác dường như ký ức của mình không được chân thực dường như hắn đã quên điều gì đó những việc từng xảy ra xa xôi như từ hàng ngàn năm trước khiến cho ký ức mơ hồ khó mà nhớ lại hết nhưng có một số điều lại cực kỳ rõ ràng ví dụ như chuyện hắn phải làm sau này. Trong tâm hải của hắn có một suy nghĩ rất kiên định, đó là nhất định hắn sẽ định làm việc này. Suy nghĩ này trèo trống cho hắn, như trở thành toàn bộ ý nghĩa cho cuộc đời của hắn. Còn ngày hôm nay chính là thời khắc để hắn hành động. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Ngoài phòng vắng lặng vô cùng, không ai nhìn thấy hắn, không ai chú ý đến hắn. Nhưng không biết vì sao, Doãn Thiên Chiếu rất nhớ thưởng Vũ Yên. Hắn quyết định đi tới nhìn cô nàng một lần cuối Cho dù đây là lần cuối cùng thôi Trước cửa vô trần hiên Doãn Thiên Chiếu gõ cửa phòng của Thượng Vũ Yên Thế người tới là Doãn Thiên Chiếu Gương mặt của Thượng Vũ Yên lộ vẻ căm hận Người đến đây làm gì? Vũ Yên Huynh Doãn Thiên Chiếu muốn nói điều gì đó Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu Trong lòng có cả ngàn vạn lời nói Nhưng cứ muốn nói lại thôi Hắn chỉ ngơ ngác nhìn Thượng Vũ Yên thường phụ yên thấy hắn không nói cầu gì bèn lên tiếng ta với người chẳng còn gì để nói nữa đâu cô đang đóng sập cửa phòng lại thời các cửa phòng đóng lại cũng là lúc hoàn toàn ngăn cách doãn thiên chiếu bên ngoài trái tim của cô khoảnh khắc cô đóng cửa lại doãn thiên chiếu nhìn xuyên qua khe cửa dường như chứng kiến bóng dáng một nam tử nào đó hóa ra cô có người mới nhanh như vậy sao doãn thiên chiếu cười khổ lui lại lòng đã chết còn gì vướng bận chứ Hắn bay lên trên trời, phi hành suốt cả chặng đường dài, nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu của mình là hai đệ tử Thái Âm Môn đang áp giải xe tù. Bên ngoài xe tù còn có một người, chính là ngũ dương công tử Công Tôn Giả. Thầy Doãn Thiên Chiếu bay tới, Công Tôn Giả ngạc nhiên. Doãn Thiền Chiếu à, người tới đây làm gì? Doãn Thiên Chiếu cúi người thì lễ, bay kiến Công Tôn Tiền Bối, đại thiện chủ có lệnh yêu cầu ngay trở về thần cung. Chuyện áp giải sẽ do ta phụ trách. Mệnh lệnh đâu, Công tôn giả hỏi, Doan Thiên Chiếu đã lấy một tấm lệnh bài đưa cho Công tôn giả. Công tôn giả kiểm tra lại thấy không có gì sai sót bèn nói, Nếu thế ta giao chỗ này cho ngươi, đi đường nhớ phải cẩn thận. Thế Công tôn giả đã đi rồi, Doan Thiên Chiếu bèn nói, mở lồng giam ra. Hai đệ tử thay Âm Hôn cũng gần ra, như vậy đâu có được? Doan Thiên Chiếu không nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp vận lưỡng nghi chân cương hóa thành khói đen vô biên cuốn về Phía hai người kia. Hai đệ tử thái âm môn này chỉ là đệ tử bình thường, đâu phải đối thủ của Doãn Thiền Chiếu. Thế vậy thì kinh hãi, cuối cùng cũng phản ứng kịp, người định cướp tù nhân à? Cả hai cùng phát ra hỏa phù cầu cứu, nhưng hỏa phù vừa bay lên trên trời, đã thấy một bàn tay với vuốt nhọn quỷ dị hiện lên giữa không trung, bóp nát đi hỏa phù. Tiếp đó là một người xuất hiện, chính là gương mặt lớn kỳ quái của Trung Nam Quỷ. Hắn cười lên quái dị, được lắm, thằng nhóc, quả nhiên người làm được rồi không biết đang khen Doãn Thiên Chiếu điều được công tôn giả đi hay đang khen đinh giả giá họa cho Doãn Thiên Chiếu thành công. Không có công tôn giả, hai đệ tử thái âm bôn kia đâu phải đối thủ của Trung Nam Quỳ. Chỉ một khắc sau đã thấy gương mặt cả hai phản vẹo đã trúng chiêu của Trung Nam Quỳ bị hắn khống chế, chủ động mở lồng ra. Triệu Long Quang cào thét điên cuồng lao ra khỏi lồng xuất trào đánh về phía Doãn Thiên Chiếu. Hắn cam thủ Doãn Thiên Chiếu đã ban đứng tổng bồn cho dù thời khắc này Doãn Thiên Chiếu tràn tay cứu viện, hắn vẫn không định bỏ qua. Nhưng công kích còn chưa đến, Trung Đam Quỳ đã muốn lấy hắn, trực tiếp hút hắn sang một bên. Đừng có kích động như vậy, ngươi tưởng hắc bạch thần cung dễ lừa như vậy sao, thoát thần trước cái đá. Nói xong, đã tóm lấy triệu long quang đang gào thét liên tục, chạy thẳng về phía xa. Người nói cái gì? Là cậu chân kinh hãi đến mức nhảy dựng lên. Doãn Thiên chiếu lửa công tôn giả đi, Trung Đam Quỳ cướp người bỏ chạy vì sao lại như vậy? Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Doãn Thiên Chiếu lại làm như vậy. Hắn điên rồi chắc. Chẳng lẽ nên Giả chỉ trích là đúng. Ngay từ đầu Doãn Thiên Chiếu đã ban đứng hắc bạch thần cung cấu kết với Mộc Khôi Tông. Là cầu chân không muốn tin nhưng tất cả những chuyện xảy ra khiến cho hắn không thể không tin. Ngay cả Phó Đông Lưu cũng bắt đầu cười ha hả. Ta nói rồi mà. Người bỏ công bỏ sức sai hướng rồi kìa. Kẻ phản bội đúng là loại phản bội bắn đứng được một lần thì cũng có thể bán đứng được lần thứ hai hắn lại hoàn toàn không hoảng hốt đối với hắc bạch thần cung không sợ hắn ra tay chỉ sợ hắn không ra tay dù sao mọi người cũng đợi thời điểm này quá lâu rồi lạc Cẩu chân như rơi vào hầm băng thân thể mềm nhũn ra thất bại rồi mình thất bại rồi lần này mình thất bại từ đầu đến cuối rồi doãn thiên chiếu ra tay rõ ràng đã đập tan tất cả kiên trì hay tin tưởng của lạc Cẩu chân không chỉ không còn nghi ngờ về ninh giả. Điều đáng sợ nhất là chuyện này sẽ khiến năng lực của hắn bị nghi ngờ. Sau khi đờ đẫn một lúc, hắn mới hỏi, tình hình hiện tại sao rồi? Đại điện chủ và trưởng bạch sứ đã đích thần đuổi theo. Chúng Nam Quỳ và Doãn Thiên Chiếu không thể chạy xa được. Phó Đồng Đồng ngạo nghễ nói, cấm chế trong cơ thể Triệu Long Quang có còn không? Là câu chân hỏi, đương nhiên rồi. Nó do đại điện chủ và hai vị hắc bạch điện chủ sử dụng bí bảo thần cung liên hợp lại gieo vào. Cho dù âm vô cựu đích thần xuất thủ thì cũng không thể phá giải được đâu. Nếu đã như vậy, thì vì sao bọn chúng biết rõ mà còn dám làm? Lạc là cầu chân không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn không nghĩ ra vì sao Doãn Thiên Chiếu lại mạo hiểm làm chuyện vô lý như vậy. Người nghĩ nhiều quá rồi, phát đồng đều thiếu kiên nhẫn. Làm thì làm thôi, sao lại còn vì sao? Có vấn đề gì thì đã bắt được người lại nói sau. Không đúng, lạc cầu chân lắc đầu liên tục chuyện này rất không đúng từ trước tới nay kẻ làm việc rất kín kẽ hắn không thể làm việc mà không nghĩ tới hậu quả như vậy được bây giờ hắn không dám nói đinh dạ mà chỉ dám nói người này hiển nhiên vẫn chưa tin tất cả mọi chuyện trước đây đều do doãn thiên chiếu gây ra phó đồng lưu đại chẳng buồn để ý tới hắn trực tiếp hạ lệnh người đâu lập tức lục soát nơi ở của doãn thiên chiếu Tây phong tử nổi giận đùng đùng vốn dĩ hắn chẳng ôm hy vọng gì với con bồi triệu long quang nhưng không ngờ lại thật sự câu được cho một con cá còn là kẻ bị mình vứt bỏ suýt nữa trở thành cháu rể của mình chuyện này lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là một đả kích rất lớn đối với thể diện của hắn cũng may cũng may trước đó mình đã từ bỏ tên đệ tử này rồi nhạc huynh giúp ta một việc Tê phong tử nói nhạc tâm thiện đứng giữa không trung điều động gió bão phản giảm bộ áo nhỏ vất với như hoàn toàn không bị chuyện trước đây ảnh hưởng. Nghe tây phòng tử lên tiếng, hắn mỉm cười nói, người muốn tự tay giết hắn sao? Đúng vậy. Nhạc tâm tiện trần trừ một chút, trưởng giáo đã có lệnh, phải mang hắn còn sống trở về. Ta biết chứ, ta sẽ thẩm vấn trước rồi mới giết, ta sẽ hỏi tất cả những gì cần phải hỏi. Nếu thế thì không vấn đề gì. Nhạc tâm thiện đáp đời hời hợt. Trong lòng hơi có cảm giác, nhạc tâm tiện đột nhiên nhìn theo một hướng, ở đằng kia. Trong khi đang nói, chỉ chớp mắt sau, hai người đã đến nơi. Đây là một khoảng không trên 9 tầng bay, quả nhiên chứng kiến Trung Nam Quỳ đang dẫn Triệu Long Quang đi khỏi. Thế Trung Nam Quỳ, nhạc tâm thiện cười lớn. Trung Nam Quỳ, tên này là trời cao có lối người chẳng đi, Điện ngục không cửa người lại vào. Muốn bằng Triệu Long Quang đi ư, tốt nhất là để mạng của người lại. Theo tiếng nói của hắn, ánh sáng trắng đen đã bao phủ cả thiên địa. Thần đứng giữa không gian trắng đen đó Trung Nam Quỷ không cách nào tiến thêm nửa bước. Gặp cảnh này, Trung Nam Quỷ đã chẳng hề sợ hãi mà cười ha ha. Không ngờ lại được hai vị tiền cường đích thần truy sát. Trung Nam Quỷ may mắn biết bao nhiêu, còn phiên hẳn hai vị tiền cường đại giá Quang Lâm. Tế Phong Tử đã nổi giận quá lớn. Trung Nam Quỷ, soãn thiền chiếu đâu? Soãn thiền chiếu ư? Trung Nam Quỷ cười hì hì. Hắn đã tới chỗ hắn đến tới, nhưng thay vì quan tâm tới hắn, chẳng bằng quan tâm tới chính các người trước đã Nghe hắn nói vậy, nhạc tâm thiện và tây phong tử cùng biết sắc. Giữa mây gió, tiếng rít âm u đột nhiên nổi lên, một luồng sát cơ quỷ dị nổi lên từ đáy lòng. Nhạc tâm thiện thầm hô không ổn, vội vàng vẽ lên hư không, trắng đen xoay chuyển, đêm đen đột nhiên chuyển thành ban ngày. Cùng lúc tây phong tử thét lớn múa lên trời, hắn thì triển thần thông, từng luồng sáng sặc sỡ lưu chuyển, sẽ thành một con sông dài sặc sỡ phủ kín bầu trời. Sau đó chỉ thấy ánh sáng lấp lánh trên người nhạc tâm thiện và tây phong tử đã hiện lên quần sáng màu đen xoay tròn quanh người bọn họ lại có vô số tờ giấy bay xuống mỗi tờ giấy đều như một người giấy nho nhỏ chẳng khác gì vật sống các tiếng cười quỷ quái với cả hai bố quỷ nguyên mục giã nhạc tâm thiện thét lớn chỉ quỷ giang hà minh tây phong tử cũng thét lớn tiếng cười rất vang mây vụ cuồn cuộn hóa thành từng người mây đánh về phía nhạc tâm thiện và tây phong tử tử lão Nhạc tâm Thiện và tây phong tử cùng biến sắc thét lớn, tiếng hét đã có vẻ kinh hãi. Là vân quỷ, tử lão, hắn cũng tới đây sao? Một khối tông có cửu quỷ là kim quỷ, ngân quỷ, mộc quỷ, hỏa quỷ, thủy quỷ, thạch quỷ, bố quỷ, chỉ quỷ, vân quỷ. Trong đó vân quỷ xếp cuối, thực lực lại là mạnh nhất. Nhạc tâm Thiện từng giao chiến với lão tử ba lần. Chú pháp của kẻ này rất quỷ dị, lơ lượng bất định. Tuy đã chiến đấu với ba lần nhưng nhạc tâm thiện chưa từng thấy bản thể của hắn mà cả ba lần giao chiến ấy nhạc tâm thiện đều nằm dưới thế hạ phong người này là thiên tài số một của một côi tông từ nhỏ đã thành danh sau đó thẳng cấp không thôi con đường trưởng thành của hắn chỉ có thể mô tả bằng hai chữ vô địch nghe nói từ khi xuất đạo từ đáo chưa từng thua thậm chí còn có chiến tích huy hoàng vô cấu đánh tới niết bàn mà không thua bất luận đời đồn qua trường đến đâu Vấn đề hiện tại đã ba con quỷ mạnh nhất Mộc Khôi Tông cùng đến đây, bên thật sự gặp nguy hiểm lại là Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử. Cuối cùng Nhạc Tâm Thiện cũng hiểu vì sao, đối phương lại dám đánh cướp Triệu Long Quang, đây cũng là một con mồi. Nhạc Tâm Thiện dùng Triệu Long Quang câu cá, Mộc Khôi Tông cũng đang dùng Triệu Long Quang câu bọn họ. Không phá giải được thì không phá giải thôi. Làm ngược lại Đây chính là đối suy nghĩ của Đinh Giả, khi hắn thuật lại tin tức này cho Mộc Khôi Tông, khiến cho bọn họ biết có thể phục kích cao tầng của hắc bạch thần cung có thể tưởng tượng được một khối tông hưng phấn ra làm sao chạy mau nhạc tâm thiện biết không ổn quát lớn với tây phong tử tình thế không ổn nhất định phải đùi lại cũng may nơi này cách cửu cung sơn không xa với thực lực của bọn họ chỉ nửa ngày là về được nhưng phong phần biến ảo vô số tiếng cười âm trầm ập tới hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi lần này tới phiên mộc khôi tông vây bọn nhạc tâm thiện lại không cho đi Tây Phong Tử biết đối phương đã chuẩn bị từ trước, bèn quát lớn ném ra một quân cờ màu trắng. Quân cờ kia vỡ nát giữa không trung, hóa thành vô số luồng sáng bay ra. Tây Phong Tử đã gằn giọng, dám bước vào mặt châu ta giờ thoái ngang ngược, hôm nay ta sẽ cho các người có đi mà không có về. Tên này cũng là kẻ tàn nhẫn, đã không thể đi được thì thẳng thắn từ chiến. Hắn tin với thực lực của hai người đủ để ngăn cản đối phương. Đợi khi cứu viện của Hắc Bạch Thần cùng tới chính là giờ chết của tam quỷ mộc khôi tông <cười> tiếng cười quái dị vang vọng đừng có mơ nữa trong vòng một ngày hạc bạch thần cung sẽ không có bất cứ cứu binh nào hôm nay ít nhất cũng có một trong hai vị thiên cương của hạc bạch thần cung nằm lại tại đây cửu cung sơn thiên quyền phòng doãn tiền chiếu xuất hiện dưới chân thiên quyền phòng lúc này sắc mặt tái xanh hai mắt đờ đẫn như xác chết di động bước từng bước một lên bậc thang một đệ tử hắc bạch thần cùng thấy hắn như gặp ma ngã ra sau vài bước đột nhiên quay đầu bỏ chạy chỉ trong chốc lát tiếng cảnh báo bùng lên vô số đệ tử hắc bạch thần cùng xông ra bảo vệ doãn thiên chiếu tầng tầng lớp lớp sau đó là một tiếng gầm thét phẫn nộ doãn thiên chiếu người còn dám về đây à ngũ dương phiền bay lên không trung chiếu về phía doãn thiên chiếu chính là ngũ dương công tủ công tôn giả tuy hắn bị lừa là cố tình rơi lỏng ở mức độ nhất định nhưng đối với công tôn giả, đây vẫn là một sự sỉ nhục. Vì vậy hắn không tiếc làm ra ngoài để sử dụng ngũ dương phiên mà lúc thường chỉ thu nữ đệ tử đối phó với doãn thiền chiếu. Dừng tay, dẫn hắn tới đây. Trên không trung lại có một giọng nói trầm ổn vang lên, là trường giáo Hắc Bạch Tử xảy ra chuyện lớn như vậy. Cuối cùng Hắc Bạch Tử cũng xuất quan. Ngũ Dương phiên ngừng chuyển động, bàn tay công tôn giả đã từ từ trên không hạ xuống, nắm lấy doãn thiền chiếu đang định đặt xuống thiền nguyên đại điện lại thấy một người xông ra không ngờ lại là ninh giả y thét lớn không được hả công tôn giả nhìn sang chuyên ninh giả ninh giả y người là sao ninh giả thét lớn thượng sư sáng mặt của người này rất kỳ quái hành động kỳ quái em là có bẫy bên trong tuyệt đối không thể để hắn lên núi được công tôn giả cả giận người đó nhăng nói cuội cái gì đấy chỉ một tên hoa luân cảnh mà thôi ngươi tưởng hắn làm được gì hắc bạch thần cùng chúng ta chắc Nói xong chẳng buồn để ý tới ninh dạ nữa, trực tiếp hút doãn thiền chiếu lại, ném vào thiền quyền chủ điện của hắc bạch thần cung. Thiên quyền chủ điện trên đại điện, hắc bạch tử Hà sinh mặc, mặc đạo bào lưỡng nghỉ mát quái, tướng mạo đường đường không giận mà uy. Các đời trường giáo của hắc bạch thần cung đều được đặt danh hiệu là hắc bạch tử, không cần tên thật, y là trở thành quân cờ đen trắng, từ nay trong lòng chỉ có thần cung. Thời điểm Hà sinh mặc trở thành hắc bạch tử, hắn không còn không cái, Lúc đó đông đảo hắn chỉ một lòng suy nghĩ cho tông môn. Nhưng sau khi có hạ nguyên thánh, rất nhiều suy nghĩ của hắn đã thay đổi rồi. Vì đứa con trai vô dụng này, Hà sinh mặc chỉ nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng lên kế hoạch phế tích vô tưởng tự, nhưng đã dẫn tới hào bình tổn tướng, thậm chí phá hiệu bạch điên vỡ nát, dẫn tới hắc bạch thần cung tổn thất một món trọng bảo. Đối với Hà sinh mặc cả đời anh Minh, chuyện này là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Còn bây giờ Doãn Thiên Chiếu kẻ gây ra nỗi sỉ nhục đó cuối cùng cũng bị tóm được rồi. Khoảnh khắc đó kinh nhìn Doãn Thiên Chiếu, trong đầu Hà Sinh Mặc đã hiện lên vô số phương pháp giàn vặt hắn đến cho chết. Nhưng những suy nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện. Ngay sau đó, Hà Sinh Mặc lại cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Có gì đó không đúng. Hà Sinh Mặc kinh hãi đến biến sắc. Tên này có vấn đề. Sau khi Hà Sinh Mặc thét lớn, chỉ thấy Doãn Thiên Chiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời, các tiếng cười điên cuồng, âm thanh thể lường mang theo tiếng rú kinh khủng như vạn quỷ gào thét. Hàn sinh mặc kinh hãi thét lên, chết tiệt là vô niệm vãng sinh tuyệt đại sát chú. Hắn cởi pháp bào trên người xuống, đột nhiên ném lên không trung. Trời đất đột nhiên u ám, pháp bào kia xoay chuyển giữa không trung đã bao phủ toàn bộ cửu cung sơn. Cùng lúc đó, trong cơ thể doãn tiền chiếu phun ra vô số sương khói, kèm theo tiếng quỷ trù không ngừng, từng oan hồn tuôn ra từ cơ thể của hắn, gào thét điên cuồng, bày kín cả bầu trời chúng đi tới đâu Đang người chúng phải kêu lên ngã xuống ngay sau đó trên cơ thể bọn họ cũng bốc lên đại lượng oan hồn ác quỷ vô điểm vãng sinh tuyệt sát chú của một khôi tông là một trong những chú pháp kinh khủng nhất chẳng những xâm lấn nguyên thần còn có thể chuyển hóa nguyên thần thành ác quỷ không ngừng lan tràn nếu không ngăn cản thì chỉ trong thời gian ngắn có thể giết sạch cả một châu một khôi tông là từng sử dụng chú pháp này tiêu diệt rất nhiều tông môn có thể nói khiến người ta nghe tên mà biến sắc. Nhưng muốn tu luyện chú pháp này cũng chẳng dễ dàng gì. Dẫu làm bộc cô tông hiện tại cũng chỉ có vài người nắm giữ. Vân tử đạo quỷ cũng chính là một trong những số đó. Công kích đột ngột này khiến hạ sinh mạc cũng không kịp ứng phó. Đúng lúc này, trên thiên quyền phòng có vài luồng thần quang xuất hiện, cùng hạ xuống. Nơi thần quang chạm vào, lũ quỷ tan rã như bằng tuyết, nhanh chóng bị hóa giải ra là tam đại nguyên lão của thần cung và vài vị thiên cương xuất thủ, cuối cùng cũng áp chế được vô điểm vãng sinh tuyệt sát chú. Chỗ đáng sợ của vô điểm vãng sinh tuyệt sát chú, ở chỗ nó lan truyền rất nhanh, chứ không phải uy lực mạnh mẽ, không có áp chế. Nhưng nó chỉ đan tràn trong nháy mắt, đã khiến cho vài chục đệ tử của hắc bạch thần cung mất mạng. Nhưng bản thân Doãn Thiên Chiếu còn chưa chết, hắn vẫn đứng trần trần tại chỗ, người như bức tượng cổ, miệng đã không thể nói, sau khi vãng trình chú biến mất, không ngờ ký ức bị sửa chữa của hắn cũng đã trở về. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời đột nhiên hiểu ra. Trên trời như có gương mặt của đám người tân nhiễm tử, bọn họ đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó, Doãn tiền triệu đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, đây là báo ứng của ta ư. Ta ban đứng tầm bồn, cuối cùng cũng chết vì bán đứng. Đây là kết cục của ta sao? Có lẽ cũng là kết cục tốt nhất. Hắn đột nhiên mỉm cười, gương mặt bong ra từng mảng xứ, liên tục rơi xuống đất, ý chí bắt đầu tiêu tán. Hắn biết mình không cố được bao đâu. Trong đầu lại xuất hiện giọng nói của Ninh Dạ. Người đã bao giờ hối hận chưa? Đúng vậy, ta hối hận rồi. Ít nhất là lúc này, thời khắc này, Doãn Thiên Chiếu thật sự thấy hối hận. Nhìn bầu trời mênh mông, tiếng kêu khóc chết chóc của đệ tử Hắc Bạch Thần Cung vang lên bên tai. Trong lòng Doãn Thiên Chiếu bỗng có cảm giác quái trá. Sư phụ, để đệ, đệ tử, để đệ, đệ tử chuộc tội với người một lần hắn chậm rãi nâng cánh tay, thân thể bắt đầu hóa thành tro bụi tan theo đàn gió. Một quần sáng đại bay lên từ thân thể hắn, càng ngày càng sáng, càng lúc càng rực rỡ. Còn nữa sao? Hà sinh mặt kinh hãi, nhưng hắn không kịp làm gì thêm. Ngày sau đó đã nghe âm một tiếng, như một mặt trời vàng bay lên từ thân thể doãn thiền chiếu. Tiền sáng xuyên qua thiền quyền đại điện, chiếu sáng khắp bốn phương, soi trọi toàn bộ bầu trời. Sau khi ánh sáng mãnh liệt đó xung kích, Thiên quyền đại trận âm âm sụp đổ, ánh sáng đất qua bầu trời, đó là tin tức cầu viện của Tây Phong Tử. Nhưng do bị tập kích, không ai nhận được nó mà bị nhấn chìm trong sóng khí vô biên. Ngày hôm đó, trở thành ngày bi ai cho Hắc Bạch Thần Cung, thiên quyền điện trúng tập kích bị phá hủy. nhạc Tân thiện và Tây Phong Tử thì bị Mộc khôi tổng phục kích. Do thiên quyền điện bị phá hủy, Hắc Bạch Thần Cung không nhận được tin cầu viện, lại thêm trong núi đang hỗn loạn trong lúc nhất thời không thể phán đoán được, cho nên bỏ qua thời cơ cứu giúp. Mãi tới tận trạng vạn, Hắc Bạch Thần cũng với ý thức được không ổn, phải ra đại tượng nhân thủ cứu viện. Khi đang người chạy tới, tam quỷ của một khôi tông đã mang người bỏ trốn mất dạng. Nhạc tâm thiện và Tây Phong Tử may mắn sống sót, nhưng sau khi khổ chiến đã thụ thương. Nhạc tâm thiện trúng vô sát trú của nguyên mục giã, sau khi trở về trực tiếp tuyên bố bế quan. Tây Phong Tử thảm hơn nhiều, người ta chuyên bóp trái hồng mềm phần quỷ tử lão và chỉ quỷ hà sang minh dốc toàn lực tấn công hắn cho đến hắn trúng tới 13 loại chú pháp ác độc tuy dùng thần thông cường đại miễn cưỡng chống cự được nhưng đã bị trọng thương thần binh bản mệnh vỡ nát thậm chí nguyên thần cũng tới mức khổ kiệt theo lời của đại nguyên lão cho dù sống sót trở về nhưng tu vi cũng giảm sút cả đời khó lòng tiến bộ được về phần triệu long quang cấm chế trên người của hắn vẫn còn Hắc Bạch Thần Cung vẫn có thể tìm được hắn, nhưng đã chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, vì Triệu Long Quang đã tới Thiên Châu. Đúng, có cấm chế trên người đấy, thế thì đã sao? Ông đây ở Thiên Châu, có sỏi thì tới đây mà tìm ta. Không phá giải được, vậy thì không phá giải nữa. Lối suy nghĩ của Ninh Dạ nhảy khỏi khuôn khổ cũ. Muốn cứu người, chưa chắc đã phải giữ người trong tay mình. Còn đối với Mậu Côi Tông, hiện nhiên đây cũng là chuyện cực kỳ tốt không chỉ vì có thể mượn cơ hội này làm hắc bạch thần cùng bị trọng thương quan trọng là nắm được một nhược điểm của ninh giả có triệu long quang trên tay ninh giả sẽ càng phối hợp với bọn họ có thể nói để được kết cục mà hai bên đều thỏa mãn tiếp nhận tuy nó rơi vào tay của một côi tông chưa tính là được tự do nhưng chỉ cần ninh giả vẫn còn một côi tông sẽ không bạc đãi triệu long quang không khép bọn họ còn có hứng thú bồi dưỡng một ưu tiên thuộc về mộc côi tông. Điểm đáng tiếc duy nhất là từ đầu đến cuối ninh giả vẫn không có cơ hội nào để nói chuyện với Triệu Long Quang. Sẽ có, rồi sẽ có một ngày như vậy. Nhìn lên bầu trời cao, ninh giả chậm rãi suy nghĩ. Giám sát đường, là cầu chân ngơ ngác ngồi tại chỗ. Đã qua một ngày, hắn không ăn không uống cũng không tu hành. Có lẽ đây là đả kích lớn nhất mà hắn gặp phải từ khi trở thành chấp sự của giám sát đường tới giờ. Kẻ cấu kết với bảo khôi tông, làm hại hắc bạch thần cung là doãn tiền chiếu, chuyện này đã hoàn toàn xác thực. Hắn đã khổ sở theo dõi ninh giả, cuối cùng chỉ thành một chuyện cười. Còn về ninh giả, ngược lại y càng nổi tiếng hơn. Công khai tình cảm với trì vãn ngưng, dung mạo khôi phục thành phong hoa tuyệt đại, tuần tra viên của huyền sách phủ, khiến Y trở thành đứa con cưng mới nhất của ông trời tại hắc mạch thần cung này. Về huyện trước đây của y, lại thêm lời cảnh báo ở thiên quyền phong, tất cả đều trở thành minh chứng cho sự xuất sắc của y. Hai năm, Tất cả những điều này chỉ trong vòng 2 năm. Cho ràng tư chất bình thường, nhưng chuyện này y gặp phải lại khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Có người hâm mộ kỳ ngộ của y, cũng có người bái phục nỗ lực của y. Đa số lại khen gợi năng lực và cách ứng đối của y. Trong hắc bạch thần cung, Đình tuần tra viên tài hoa hơn người, đầu óc khôn khéo, dùng mạo anh Tuấn, tu hành khắc khổ, nhân cách khiềm tốn, tiến hành đã đồn khắp nơi hắn và lạc cầu chân bất hòa cũng thành chuyện mọi người đều biết. Lạc cầu chân chỉ cảm thấy mình như con chó rơi xuống nước, không ai hộ đánh, đã là may mắn lắm rồi. Thời điểm đó, hắn từng thất vọng tới cực điểm, nếu lúc này nhạc tâm thiện không muốn gặp hắn. Khi lạc cầu chân gặp nhạc tâm thiện, hắn đang hò ra máu, máu đặc đen kịt rơi xuống đất, ăn mòn gạch lát bằng bạch ngọc thành một mảng trái đen. Thế là cầu chân đi tới, nhạc tâm thiện cười nói vô sát chút của nguyên vục giã khiến người ta rất đau đầu. em là nó sẽ làm phiền lão phù trong một thời gian tới. Đại điện chủ thần thông vô song chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Là cầu chân nói, nhạc tâm thiện lắc lắc đầu một cái. Ta gọi người đến không phải muốn thảo luận với người về chuyện này. Cầu chân à, người có ý kiến gì về chuyện triệu long quang không? Là cầu chân thẩm kinh hãi. Thuộc hạ nào dám có ý kiến gì? Nhạc tâm thiện lắc đầu. Vậy đã người bị thất bại đánh trời nhuệ khí rồi sao? Lạc cầu chân thầm đau xót nhưng không dám nói nói đi ta vẫn muốn nghe quan điểm của ngươi phó đông Đưu chỉ vào thực tâm công hận không thể lôi tất cả mọi người ra thực tâm vấn thần một ven. nhưng lại không biết dẫu thế nào vẫn có một số việc không thể dùng sức mạnh để giải quyết trong lòng của lạc cầu chân một cảm xúc mãnh liệt dâng lên đại điện chủ vẫn tin tưởng cầu chân sao cái này phải xem ngươi có thể hiện ra sao nhạc tâm thiện lạnh nhạt đáp là cầu chân cắn răng một cái rồi nói thuộc hạ có phải nghi vấn nói đi nếu từ trước tới nay người âm thầm tiền thủ với mậu khôi tông là doãn thiền chiếu như vậy việc này có hai điểm nghi vấn một là nếu doãn thiền chiếu hành động vì thưởng vũ yên cô đường trong lòng cam phẫn tiên thủ với mậu khôi tông vậy nghĩa là người này lòng dạ hẹp hòi trời sinh tướng làm phản vì sao loại người như vậy lại bỏ qua cả bản thân mình để cứu triệu long quang nhạc tâm thiện gật đầu đây cũng là nghi vấn trong lòng ta vấn đề lớn nhất của âm mưu là bất luận gây tìm được bao nhiêu lý do vẫn luôn có chỗ mâu thuẫn vấn đề thứ nhất mà lạc cầu chân đưa ra chính là vấn đề lớn nhất trong vô cục lần này doãn thiền chiếu không có lý do gì để hy sinh bản thân cứu triệu long quang chuyện này thật sự không phải tác phong hành xử của hắn thế nhạc tâm thiện đã tán thành với mình lạc cầu trần có thêm dũng khí tiếp tục nói vấn đề thứ hai đó là vì sao một hội tông để phải giúp Doãn Thiên Chiếu như vậy. Nếu nói cứu triệu Long Quang đã để ra tay với Đại Điện Chủ và Trưởng Bạch Sứ. Như vậy hiện giờ, bọn họ đã thành công. Triệu Long Quang chỉ là một mồi nhử mà thôi. Bỏ đi cũng được, vì sao lại mang về vào khôi tông làm gì? Có lẽ vì bọn họ muốn lý giải bí mật, yêu tiền của Thái Âm Môn. Là câu trấn lắc đầu. Yêu tiên của Thái Âm Môn không phải bí mật gì. Các đại tiên môn thủ hận lẫn nhau bao nhiêu năm, con chẳng rõ hết gốc rễ của nhau sao hơn nữa doãn thiên chiếu ẩn thân trong bóng tối liên tục bắn đứng tin tức của hắc bạch thần cung chúng ta đừng nhìn hắn rất quan trọng với mộc khôi tông vứt bỏ hắn như vậy chẳng quá đáng tiếc sao nếu ta là mộc khôi tông chắc chắn ta sẽ không vứt bỏ doãn thiên chiếu chỉ vì chút lý do như vậy phải biết lừa công tôn dạ đi không khó chúng ta vốn tùy ý buông lỏng vì vậy bất cứ gián điệp nào của mộc khôi tông cũng có thể làm được tôi chỉ phải hy sinh doãn thiên chiếu thậm chí còn dùng hắn làm vũ khí hủy diệt thiên nguyên điện. Đúng như vậy, đây cũng là một nghi vấn. Nhạc tâm thiện gật đầu. Giá trị của triệu long quang tuyệt đối không lớn bằng một doãn thiên chiếu ẩn giấu. Là cầu chân tiếp tục, cuối cùng chính là cái chết của doãn thiên chiếu. Thân thể của hắn bị hạ hai cấm chế cùng một lúc. Loại thứ nhất là vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú. Thứ này chắc là do vân quỷ tử lão hạ va. Nhưng trong thân thể của hắn còn một loại nữa, cũng chính thứ này đã phá hủy thiên quyền điện. Thứ này rất kỳ lạ, không giống thủ đoạn của một côi tông, mà giống như thiên cơ môn. Nhạc tầm thiện nói, đúng, thuật cơ quan của thiên cơ môn hơn đã dùng người làm cơ quan gánh vác. soạn tiền chiếu bị nhồi đại lượng nhật quang tán. Nhật quang tán không hiếm có, điểm kỳ lạ là số lượng nhật quang tán rất lớn. Nhật quang tán vốn có tính bất ổn, đại lượng nhật quang tán bị ép nhồi vào trong thân thể một người như vậy cần thủ đoạn cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên đối phương lợi dụng vô điểm vãng sinh tuyệt sát chú để áp chế. khi vô điểm vãng sinh tuyệt sát chú bị khởi động, nhật quang tán cũng sẽ bị kích thích, thủ pháp kết nối liên tiếp, thậm chí chặn cả tín hiệu cầu cứu của trưởng bạch sứ. có thể thấy tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng. ta đã kiểm tra thi hài của hắn, tuy không thể tìm hiểu hết mọi bí ẩn, nhưng có thể cảm giác thủ phạm của sử dụng nhật quang tán không mạnh, nhưng rất tinh xảo thủ pháp này chưa từng nghe thấy, dẫu trong thiên cơ môn cũng không mấy ai làm ra được. Nhạc tâm thiện lại hỏi, Doãn Thiên Chiếu có biết thủ pháp này không? Là câu chân đỡ người ra, đắc đầu nói, ta không biết, có thể biết, cũng có thể không biết, cũng có thể... Hắn không nói tiếp, nhưng nhạc tâm thiện hiểu ý của hắn. Nhạc tâm thiện cười kém một tiếng, đáp án không ngoài hai tình huống. Một là Doãn Thiên Chiếu đúng là người cấu kết với một khối tông, có lẽ chuyện thường vụ yên khiến lương tâm của hắn trỗi dậy hối hận vì hành động trước kia, vì vậy cuối cùng chọn cách dùng cái chết sám hối. Một cái khác thì e là phức tạp hơn nhiều, cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Thưa vâng, là cầu chân biết bây giờ mình không cần nói gì thêm nữa. Quan nhân nhạc tâm thiện đã nói, phó đồng đều của giám sát đường nhận chức mà vô dụng, thần có chức trách nhưng không làm việc chỉn chu khiến cho hắc bạch thần cùng ta tổn hại nghiêm trọng. Ta đã xin lệnh của trưởng giáo bãi miễn hắn, ta hy vọng người sẽ đảm nhiệm vị trí đường chủ giám sát đường này. Cái gì? Là cầu chân kinh hãi, thuộc hạ vô dụng, không thể... Nhạc tâm thiện đã ngắt đời hắn, không thể lấy thành bại ra luận anh hùng được. Ta biết năng lực của ngươi, ngươi cứ làm cho tốt đi. Nếu kẻ trong bóng tối kia vẫn còn, vậy ngươi hãy tìm ra hắn, có phải bây không phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi? Là cầu chân không ngờ sau khi mình phải trận thảm hại như vậy, mà vẫn được thẳng chức, cảm động đến rời nước mắt ẩn đức của đại điện chủ thuộc hạ có tàn xương nát thịt cũng quyền báo đáp nhạc tâm thiền thản nhiên nói ta không cần gây tan xương nát thịt chỉ cần gây tận tâm tận lực nhưng phải nhớ cho kỹ đừng có kích động nữa cũng đừng tập trung vào mỗi một kẻ kia khác với là cầu chân sau khi thẩm vấn ở động huyền điện nhạc tâm thiền không còn nghi ngờ ninh giả nữa theo hắn thấy là cầu chân chỉ nhất thời đâm vào gõ cụt nghe hắn nhắc nhở như vậy Lạc cầu chân chỉ có thể đáp thuộc hạ hiểu rồi. Khi biết tin phó đồng đều bị điều chuyển là cầu chân thăng chức, Ninh Giả cũng rất bất ngờ. Hắn không ngờ là cầu chân thua đau như vậy nhưng vẫn được thăng chức. Nhưng ghi ghi lại cũng không có gì là lạ. Dẫu sao chuyển doãn thiền chiếu cũng không được hoàn hảo. Bản thân của Ninh Giả cũng có thể nghĩ ra những điểm đáng ngờ kia. Nhưng hắn không có cách nào giải quyết. Hay có thể nói, nếu muốn giải quyết sẽ gây ra càng nhiều vấn đề hơn. Vẫn có mầm tai họa nhân tài lại khó kiếm nhạc tâm thiện không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể trọng dụng là cầu chân nhưng cũng may là cầu chân đã học khôn sau khi thăng chức không tới gầy sự với y nữa nhưng ninh giả biết là cầu chân chỉ tạm thời ngủ đông hắn không hề từ bỏ nghi ngờ đối với mình chỉ đang chờ đợi mình xuất thủ thôi đánh cho mình một đòn trí mạng thôi nhưng ninh giả chẳng buồn để ý tới chuyện đó hai chuyện lớn của y hắc bạch thần cung mảnh vỡ thiên cơ điện và triệt trừ phản đồ đều đã được giải quyết, giờ còn sót lại chỉ là việc của chỉ vãn ngưng và công tôn điệp. À, còn con à thưởng vũ yên kia nữa. Nhưng thường vũ yên dẫu sao cũng là cháu cái của tây phong tử, tạm thời không tiện động thủ với cô ta, đành phải tạm gác lại. Còn công tôn điệp muốn y giúp đỡ giết chết lao huyền minh, nên giả khuyên cô nàng tạm thời bỏ qua ý định đó. Không chỉ vì lao huyền minh không dễ giết chết, quan trọng hơn là bây giờ lao huyền minh đang là chỗ dựa của y. Sổ ngã chỗ dựa của bản thân sẽ bất lợi cho sự phát triển của ninh giả về sau. Vì vậy công tôn điệp rất không vui. Ninh giả khuyên bảo một hồi, hứa ừ với cô sau này nhất định sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này. Lúc này công tôn điệp mới chịu bỏ qua, sau đó lại chạy đi đâu không biết. Như vậy tạm thời ninh giả chỉ cần suy nghĩ vấn đề của chỉ vãn ngưng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, y định tới thái âm bồn và hạo thiên bồn một chuyến. Nói cách khác, trong thời gian tiếp theo, y tạm thời không làm mưa làm gió trong hắc bạch thần cùng nữa. Nếu thế là cầu chân muốn đợi thì cứ từ từ mà đợi. Bây giờ việc y muốn làm chính là tập trung tu hành, y muốn xung kích cảnh giới hòa luân. Xung kích về cảnh giới, về bản chất cũng là xung kích bình cảnh, là chuyển hóa thay đổi về lượng thành thay đổi về chất. Người trong cảnh giới tàng tượng ẩn chứa hàng ngàn khí tượng trong người, cơ thể tự thành khoảng trời riêng, tự có huyền diệu riêng. Nhưng dẫu sao, thân thể cũng có cực hạn, sau khi đạt tới mức độ cực hạn thì khó lòng tiến bộ, cần xung kích cảnh giới. Cảnh giới hoa luân là biểu hiện của pháp lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Tuy được đặt tên là hoa luân, nhưng tầm pháp bất động sẽ được thể hiện bất động. Lấy hắc bạch thần cung làm ví dụ, tâm pháp đi theo đạo lưỡng nghi hiện lên hai màu đen trắng, hình tượng âm dương lưỡng nghi, vì vậy đa số hoa luân được ngưng tụ sẽ có hai màu trắng đen. Còn hoa luân của thiên cơm bôn theo đuổi thiên ý ngàn phản đại đạo, thể hiện là hỗn độn khó hiểu, huyền ảo dị thương. Mỗi cá nhân lại có khác biệt. Với ninh giả, bây giờ vấn đề lớn nhất của y là làm sao kết hợp tâm pháp của thiền cường môn và hắc bạch thần cung làm một thể mà không để người khác phát hiện ra. Cái trước thật ra không khó, chuyện dung hợp tâm pháp khác môn phái rất thường thấy. Học tập nhiều môn, thấy sở trường bù sở đoạn, sáng tạo ra con đường của chính mình, chuyện này chẳng lạ lẫm gì. Cái khó là làm sao để người khác không phát hiện ra dấu vết. Sau một năm tu hành, khi thiên thuật của ninh giả đã có trình độ nhất định, chỉ cần không độ ra ngoài, dẫu là nhạc thâm thiện cũng chưa chắc đã nhận ra được. Nhưng một khi y tiến vào cảnh giới hoa luân, pháp lực ngừng kết, thể hiện ra ngoài, sẽ lại hình thành đặc điểm rõ rệt, khi thiên thuật chưa chắc đã có thể ẩn dấu được. Trong thiên tú các, cựu bất quân hút đầu chèm chẹp nói, nói như vậy, con cũng đã tu luyện thành công tâm pháp thiên cơ môn. Thừa vâng, dùng tâm pháp hắc bạch thần cung làm cơ sở, luyện thêm tâm pháp thiên cơ, làm nửa sức mà kết quả gấp đôi, không có vấn đề gì. Chứ có điều khi xung kích cảnh giới, có lẽ sẽ có chút phiền phức, cho nên còn muốn nghe ý kiến của sự thúc. Ninh giả ra kiểm tốn đói, tuy y khá thông minh, nhưng nói tới chuyện tu hành, kinh nghiệm của y còn kém cử bất quân quá xa. Khó, khó đấy, Cương bất quần nói liền bà chữ khó. bộ kinh cương tụ hòa luân là không thể thay đổi được, trừ phi con vĩnh viễn không vận dụng trước mặt người khác, không thì khó mà không bị người ta nhận ra. thiên cờ luân và hắc mạch luân khác biệt quá lớn, trừ phi... Vì... linh giả hiểu ý của ông, con sẽ không từ bỏ tâm pháp thiên cơ môn. Trận pháp cơ quan của thiên cơ môn càng tới mức cao thâm thì yêu cầu càng cao. Trong cảnh giới tàng tượng con có thể thay thế được. Đến cảnh giới hoàn luân thì con muốn cũng chẳng được cho dù miễn cưỡng sử dụng thì uy lực cũng bị suy giảm đi. Ừ, ta cũng không muốn còn từ bỏ. Cứ bất quân đập tàu thuốc xuống dưới chân vài cái. Nếu thế thì chỉ còn một cách thôi. Xin sư thúc cứ nói. Cực đạo. Thế nào là cực đạo? Ninh giả không hiểu. Cứ bất quân bèn giải thích cho y. Hoa trả cái gọi là cực đạo là một con đường tu hành đặc thù. Đó là mọi con đường đều dẫn tới cùng một đích bất cứ pháp môn tu hành nào đến mức tận cùng thường có cùng phương hướng. Bi pháp lưỡng nghi cũng như vậy, bi pháp thiền cơ cũng như vậy. Nếu đạo của lưỡng nghi tu hành tới mức tận cùng, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, huyễn hóa thành ngàn vạn, cũng có thể dung nạp vô cùng vô tận, chưa chắc đã khác thiền cơ môn bao nhiêu. Nhưng đây là biểu hiện khi tu hành tới mức tận cùng. Còn lưỡng nghi cực đạo đã đạt tới bước này ngay ở cảnh giới tàng tượng, cũng là tới tầng thứ mười trong truyền thuyết. Thật ra xung kích tầng thứ 10 không khó, vì tầng thứ 10 này không phải tích lũy về lượng, mà là lý giải sâu sắc và chuyển hóa, tương đương đầy lực lượng đã nắm giữ được từ trước tới mức tận cùng. Muốn hình thành tầng 10 cực đạo không khó, cái khó là xung kích cảnh giới. Tăng tượng xung kích lên hoa luân, trong tình huống bình thường thì tỷ lệ thành công là năm ăn năm thua. Nhưng sau mỗi lần thất bại, tỷ lệ thành công sẽ giảm sút thất bại càng nhiều thì hy vọng càng xa vời hơn. Còn từ hoa luân xung kích lên phản pháp, tỷ lệ càng thấp, cho dù chuẩn bị xung túc cũng chỉ đạt được ba thành. Đây là giới hạn tối đa. Người bình thường khéo chỉ đạt được một hai thành. Sau đó số lần thất bại càng nhiều thì tỷ lệ cũng không ngừng hạ thấp. Chính vì vậy, mỗi một khi tới thời điểm xung kích cảnh giới, mọi người phải chú ý cẩn thận. Những đàn dược trận pháp có thể tăng cường tỷ lệ thành công, không khác gì trí bảo trong tiên bôn, không chuẩn bị đầy đủ thì không ai dám tùy tiện thử nghiệm. Còn khi đi theo con đường cực đạo, tình hình tu hành sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, có lòng khống chế, việc xung kích cảnh giới cũng khó khăn hơn. Nếu vì vậy mà mất đi cơ hội thăng cấp thì cái được không bù đổi cái mất. Hơn nữa, một khi bước lên con đường cực đạo, việc tu hành sau này mỗi trận cũng phải đi tới bước này mới được. Đối với đại đa số người tu tiên cảnh giới Niết Bàn có lẽ là thứ mà cả đời bọn họ chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Trong tình huống đó, theo đuổi cực hạn của cảnh giới nhỏ là cách được không bù nổi cái mắt, vì vậy phần lớn mọi người không lựa chọn như vậy. Lâu dần, thậm chí cái tên cực đạo cũng không được lưu truyền mấy, ngay cả những người như Hà Sinh Mạc, Nhạc Tâm Thiện cũng không dám chọn con đường này. Nhưng nếu như thành công, như vậy trong tình huống mọi con đường đều dẫn đến chung một đích, lương nghị cực đạo ngưng kết thành hoa luân biến hóa ngàn vạn ẩn chứa thâm ảo vượt xa cùng cấp biển nhận trăm sông cho dù dung nhập tâm pháp thiên cơ cũng không thể nhìn thấu thậm chí còn nhìn ra cũng vô dụng vì đại đạo đồng quy tính chất của nó vốn là như vậy thấy ninh giả suy nghĩ tự bất quân không nhịn được nhắc nhở nhưng nếu đi theo con đường này mọi bước tu hành đều rất khó khăn nhất là khi xung kích cảnh giới tàng tượng càng khó hơn dẫu là cảnh giới học đồ thì độ khó thì dùng kích cũng có thể ngang với tử hoa luân dùng kích trên cảnh giới phản pháp. Hóa ra là như vậy. Ninh Giản đột nhiên hiểu ra, cảnh giới cực nào vốn là cảnh giới thật sự viền mãn về mặt ý nghĩa. Một khi tuyển thành, chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu lại dùng hợp tầm pháp thiên cơ, sẽ có càng nhiều ảo diệu. Chiến đấu càng mạnh hơn cùng cấp bậc. Ninh Giản cũng khá hứng thú. Nhưng con thật sự muốn thử. Y cười nói, cựu bất quân dứ mày vạn nhất thất bại thì cái được không bù đổi cái mất. Sẽ không thất bại đâu. Đầu ngón tay của Ninh Giả dường như bùng lên ánh sáng của cấn tự bí. Đừng quên còn còn cấn tự bí. Tác dụng lớn nhất của cấn tự bí là phá khốn phá cảnh. Năm xưa thiên cường bồn từng có vô số đại năng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là cấn tự bí. Đối với người nắm giữ cấn tự bí trong lượng thiền thuật như Ninh Giả, dùng kích cảnh giới không phải là chuyện khó. Chứng kiến hào quang trong tay Ninh Giả ánh mắt của cựu bất quân hơi sáng lên còn đã hoàn toàn nắm giữ cấn tự bí sao ninh giả cười đáp không dám nói là nắm giữ hoàn toàn nhưng thăng cấp đến hoa luân chắc chắn không thành vấn đề nói đến đâu làm đến đấy Ngày hôm sau đó ninh giả công khai tuyên bố sẽ đi theo con đường cực đạo khi y tuyên bố như vậy mọi người cùng xôn xao rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thậm chí còn không biết có con đường cực đạo sau khi hiểu lại cảm thấy ninh giả mù quáng rõ ràng đang tự tìm đường chết. Có không ít kẻ có địch ý với Ninh Dạ, còn ngồi đợi xem chuyện cười của y. Ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng gọi trường Ninh Dạ đến, nghiêm khắc nhắc nhở, không cho y đi theo con đường này. Câu trả lời của Ninh Dạ trực tiếp phóng thích lực lượng lưỡng nghi đã bắt đầu hòa hợp. Nhìn lực lượng lưỡng nghi đã không thể xoay chuyển lại. Trương Liệt Cuồng anh thở dài một tiếng. Vậy là Ninh Dạ như một con ngựa hoang chạy băng băng vào một con đường không có đường quay lại. Nửa năm sau, Ninh Giả tuyên bố bế quan dùng kích cảnh giới. Tin tức này lan truyền khắp thần cung. Đây cũng là lần đầu tiên một đệ tử cảnh giới tảng tượng xung kích cảnh giới mà khiến mọi người cùng quan tâm đến vậy. Đương nhiên, phần nhiều là chờ xem chuyện cười của y. Nhưng chính những người này lại nhanh chóng mất mặt. Ba ngày sau, một vầng hào quang bay lên giữa bầu trời tạo thành một vầng mặt trời rực rỡ muôn màu muôn vẻ sặc sỡ chói mắt không có đặc tính tiêu chuẩn của hắc bạch thần cung là hai màu trắng đen rõ ràng, ngược lại mang theo một cảm giác huyền ảo, bí ẩn vô cùng của thiên đại đại đạo, khiến cho người ta mong mỏi, định giả xung kích hòa luân cuối cùng cũng thành công. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Tháng tư là mùa gió to, mỗi năm đến thời điểm này, do lớn lại từ bình nguyên Tây Hải quét qua, hình thành cơn lốc phủ kín cả bầu trời. Lục xoáy là tai họa cũng là cơ duyên tai họa là tai họa của phạm nhân cơ duyên là cơ duyên của tu sĩ các tu sĩ thích tu hành trong gió cưỡi gió bay lượn nhẹ nhàng lướt đi như thần tiên trên bầu trời khác hẳn với phạm giới cầu cung sơn có đại trận bảo vệ gió lớn mấy cũng chẳng thể ảnh hưởng tới nhưng bên trên vẫn có từng tu sĩ lên trời xuống đất bay lượn giữa không trung có kẻ thích nổi bật nên luôn ưa chuyện ngao du múa kiếm trong gió trong mây trời đất tùy đến nhưng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng tu tù sĩ tùy ý tung tù hành trong một đám mây cách cửu cung sơn trăm dặm ninh giả, dẫu bận tối mắt vẫn đang thong dong nằm giữa tầng mây lấy mây làm giường tầng mây làm giường như vậy lấy trời làm chăn tuy đã đạt tới cảnh giới hòa luân được ba tháng nhưng đình giả vẫn thích cảm giác đặt mình trên bầu trời như vậy sau khi thăng cấp lên hòa luân về mặt ý nghĩa tu sĩ thật sự thoát khỏi xác phàm cấp độ sinh mệnh đã có biến hóa về chất, thoát khỏi hạn chế của đại địa, đã có thể lên trời xuống đất. Bọn họ không bị bệnh thật quấy nhiễu, tài họa của phàm giới khó cuốn lên người, có thể tiêu giao giữa thiên địa. Nhưng về mặt bản chất, vẫn là người. Lúc bay đền không cần tiêu hào pháp lực. Vì vậy, khi không chiến đấu thì thôi. Nếu chiến đấu thì xuống đất vẫn hơn. Chỉ khi tới cảnh giới phản pháp, chỉ cần một suy nghĩ là bay lên không trung, không dính bụi trần, mới có thể bay lượn trên không trung mà gần như không tiêu hao gì mới có được cái gọi là đại chiến trên bầu trời. Chính vì vậy, tôi sĩ cảnh giới hoa luân khi ngao du trên trời, luôn lúc lên lúc xuống. nên giả lại là ngoại lệ hiếm có. Y dùng cực đạo phá cảnh, trong cơ thể tự có khí tượng, kết hợp hai môn tầm pháp hắc bạch thần cung và thiên cơ môn, huyền ảo vô cùng. Dẫu có chiến đấu trên không trung cũng có thể kéo dài rất lâu rất nhiều người không thể so sánh được. Cũng chính vì vậy, y là một trong số ít những người có thể trực tiếp tu hành trong tầng mây. Ngày hôm nay cũng như ngày thường, Ninh Dạ tu hành trong mây, cảm ứng Hoa Luân. Hoa Luân là sản phẩm gừng tụ từ chân ý pháp thuật của tu sĩ, trên cảm nhận của thiên tâm, dưới ứng với là nhân hóa, ngừng kết tạo thành. Vì vậy, nó là căn cơ của tu sĩ Hoa Luân. Hoa Luân khác biệt đại diện cho phương pháp khác biệt. Khác với hoa luân của đệ tử hắc Bạch Thần Cung mà đa số hai màu trắng đen, hoa luân của Ninh Giả lại là một phiến hỗn độn, người ngoài gần như không thể hiểu nổi. Thế nhưng bản thân của Ninh Giả đã hiểu rất rõ đặc điểm hoa luân của chính bản thân mình. Hoa luân của y là vô số, sắc kim luân. Màu sắc của y như là lưu ly, toàn thân sáng trực, chiết xạ ra ánh sáng từ bầu trời, là cơ bản của quang, chất như kim cương, cứng rắn, hùng hậu, sắc bén khó đỡ chính là cơ bản của thể. Vô sắc kim luân có tổng cộng 20 tầng, tầng ngoài cùng có khắc rất nhiều phủ văn nhỏ bé. Nó ứng với các loại thủ đoạn pháp thuật mà ninh giả nắm giữ. Nhưng phủ văn này chính là cơ bản của thuật. Bây giờ ninh giả chỉ là người vừa bước vào cảnh giới hoa luân, vì vậy phủ văn chỉ xuất hiện bên rìa ngoài cùng của vô sắc kim luân. Bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống không. Nhưng chỉ riêng chỗ pháp thuật thần thông thể hiện đã phức tạp ảo diệu vượt xa người thường trong đó năm loại thần văn đại biểu cho phấn thiên thuật khi thiên thuật lượng thiên thuật đoạt thiên thuật và tiệt thiên thuật chúng chiếm hơn nửa diện tích lần lượt xuất hiện với hình thái kính đồ xích ngục trì chính là những ứng với năm loại thần vật cồn đồn kính phạn tượng đồ tượng thiên xích tàng thiên ngục và tẩy tâm trì ngược lại hai luồng phủ ấn khác lại càng rõ ràng dễ thấy một luồng hoa văn như đao, sát khí lạnh lẽo, đại biểu cho đao đạo của y. Một vầng mặt trời bay lên không, tỏa ánh sáng khắp vạn trượng, đại biểu cho quang đạo của y. Chuyện này chứng tỏ thực ra thành tựu của ninh giả trong thất sát đào đạo và lưỡng ghi chi đạo còn cao hơn cửu thiên thần thuật. Chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao đa số cửu thiên thần thuật mà y có chỉ là bản thiếu. Hơn nữa tu luyện chỉ có hạn, cho nên dấu vết đại đạo không sâu. Ninh giả cũng không vội, hoàn thành hoa luân mà một công trình lâu dài, phức tạp và khó khăn hơn của giới tàng tượng nhiều. Đặc biệt là ninh giả dạ, dùng cực đạo nhập cảnh, chỉ riêng về số lượng cảnh giới hoa luân đã thành nhiều hơn bình thường cả hai tầng, yêu cầu cũng càng cao hơn, càng phức tạp hơn. Trong thời gian ngắn, y có vội cũng chẳng làm gì được. Bây giờ việc y cần làm nhất vẫn là nắm giữ sát khí đào. Đào thứ ba trong xuất thát thiên đào, sát khí đào sẽ theo ý nghĩa đây mới là đào pháp thật sự. Chuyển hóa pháp lực thành sát khí vô biên, tụ thành đao khí, có thể vận dụng cả thiên địa phản vật, từng cánh cây cọng cỏ đều có thể làm một thanh đao. Từ sát thân đến sát khí là đột phá từ trong ra ngoài, cũng là một lần thay đổi vị chất. Vì vậy chỉ khi tu vi lên tới cảnh giới hoa luân mới có thể tu hành được. Khi ninh dạ còn trong cảnh giới tàng tượng, y đã có thể biến sát khí thành đao nhưng khi đó pháp lực mà y sử dụng đều đến từ chính bản thân y tiêu hào quá lớn con lòng suy trì được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ chỉ khi đến tới giờ cảnh hàng ngày thực hiện trên tài, youtube mới có anh thể di chuyển lực lượng thiên địa thật sự phát huy được năng lực của sát khí đào còn lẫn ghi trần cường là tiên pháp y lựa chọn sau khi thăng cấp đến hòa luận cũng là cơ bản của hắc vạch thần cung mỗi người khác nhau lại có phương hướng phát triển bất đồng từ đó hình thành pháp thuật thần thông riêng của từng người. Ninh giả, chọn theo con đường dương cực chỉ đạo, cũng chính là quang chi đạo. Y tu luyện dương phủ kinh nhật luân kính, am hiểu pháp thuật hệ quang, các thủ đoạn ảo thuật liệt nhật tuẫn bảo của Y cũng liên quan tới đạo này. Dương cực chi đạo trí dương trí cương, tương tự với thất sát đạo đạo. Chính vì vậy, khi lựa chọn con đường này, có thể làm ít mà hưởng lợi cực nhiều. Thời khắc này, Ninh Dạ tu luyện trong mây, nhìn thì nhàn nhã, nhưng thực chất mây mù quanh người y không ngừng biến hóa, ẩn chứa sát cơ. Một thân hình uyển chuyển bay từ chân trời tới, trở đến đã thấy mây mù bốn phía xung quanh Ninh Dạ đột nhiên biến hóa, vô số khí đao đao khí chèn chúc nhau bắn tới, sát khí tung hoành, đạo ý như bão táp. Người tây vung tay lên, hơi nước tỏa ra, sát khí tiêu tan. Chỉ vẫn gừng búng nhẹ ngón tay, chia một tiếng nước đã bắn về phía của Ninh Dạ. Ninh Dạ vẫn không nhúc nhích. Trong không trung ánh sáng chiết xạ đã hóa thành ngàn vạn lưỡi đào ánh sáng phản kích. Y từng sử dụng chiều này để đối phó với khổng chiều thẳng. Nhưng khi đó, Y dùng nhật luân kính làm cơ sở. Đầu tiên là thu nạp thiền luân vào cơ thể, sau đó chuyển hóa thành đao. Còn bây giờ Y trực tiếp chuyển hóa ánh mặt trời bên ngoài, thì pháp nhanh chóng hơn, uy thế cũng càng mãnh liệt hơn. Trên người chỉ vãn ngừng xuất hiện một bọt nước nho nhỏ. Bọt nước kia bay cao, Tất cả những lưỡi đào ánh sáng kia đánh vào bọt nước đều bị nó nuốt trọn, biến mất không còn tung tích, dễ dàng hóa giải công kích của ninh dạ. Ninh dạ cười ha hả, thay thành thần thủy quyết của vãn gừng lại tiến bộ rồi. Tiếng cười sang sảng nhưng gương mặt lại chẳng hề vui gì. chỉ vãn gừng trả lời. Đương nhiên rồi, người ta bị sư phụ ép mà, khổ tu ngày đêm, nào có nhàn nhã như chàng. Đồng thời cô nàng dùng tâm thần truyền âm. Gần đây thanh mộc ép ta luyện công rất căng, bất phụ nhân sinh hảo thì quang, thầu đắc phụ sinh bán nhật nhàn. Ngoài miệng, Ninh Giả Tùy Ý đáp lời, tâm thần đại nói, còn khoảng bao lâu thì đại đại thành. Chỉ phản ngừng ngồi xuống bên cạnh Ninh Giả, ra vẻ lười biếng, cúi đầu lên bụng của y, trong lòng lại lên tiếng, khó nói lắm, nhanh thì ba năm, chậm thì mười năm, vấn đề là lão tổ sẽ không chịu đợi đồng như vậy. Sau khi Tây Phong tử tỉnh đại, thực lực xả sút đi rất nhiều, tuy vẫn trong cảnh giới vô cấu, nhưng đã rơi xuống sơ cảnh rồi mà kiếp này có lòng tiến bộ được. Tây Phong Tử có lòng giữ được vị trí trưởng bạch sứ. Lão Tổ muốn tiến thêm một bước nữa nên đang thu thập tài nguyên khắp bốn phương, ép ta cố gắng lên. Nhìn dáng dấp của lão ta, em đã không cho ta hơn một năm đâu. Minh Giả ừ một tiếng, cũng đã đến lúc giải quyết vấn đề này rồi. Chàng có kế hoạch gì sao? Ninh giả trả lời, thanh mộc không quan trọng, quan trọng là yêu vũ lâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì đầu tiên phải tìm ra người của yên vũ lâu đang nấp trong bóng tối. Thân là một con rối, từ xưa tới nay, chị vẫn ngừng không biết bất cứ chuyện gì của Yên Vũ Lâu. Cho dù có người âm thầm liên hệ với cô, thì thân phận của kẻ này vẫn rất bí ẩn, tới lùi không rõ tung tích, còn không cho cô bất cứ nhiệm vụ nào. Chuyện này khiến chị vãn ngừng hiểu biết cực kỳ ít về Yên Vũ Lâu, có mà làm được gì. Lúc này nghe Ninh Dạ nói vậy, chị vãn Ngưng buồn rầu đáp. Tổng bộ Yên Vũ Lâu không ở đây, không có mục tiêu trực tiếp thì vẫn thiên thuật của chàng cũng không thể phát huy tác dụng. Không phải chuyện gì cũng cần dựa vào vấn thiên thuật đâu. Hai ngày sau, trời láo lúc ban đêm, ngoài chấp tử thành trên quan cảnh hồ, chỉ vẫn ngưng ngồi trong một con thuyền nhỏ trôi theo sóng nước dập dềnh ra giữa hồ. Nước hồ gợn sóng, phản chiếu ánh trăng, càng tôn thêm dung nhàn tuyệt thế của chỉ vãn ngưng như sương như tuyết, thậm chí sỏi bóng xuống nước, khiến mặt hồ trở nên kiểu diễm. Đột nhiên mặt nước chuyển động, có một bóng người màu đen nhô lên từ trong lòng hồ. Bóng người đó như sương như khói, mờ ảo có mà thăm dò, khiến cho toàn bộ con thuyền nhỏ đều bị bao phủ trong sương. Tìm ta có chuyện gì? Giọng nói trầm trầm khan khan truyền đến. Hôm trước ta tu hành đột nhiên khí cơ bộc phát, e đã yên ba vụ ấn thần thông sắp đột phá rồi. chị Vãn ngừng nói. Yên vốn lâu theo đạo ẩn đắp ngụy trang, tầm pháp vốn chứa tính chất ẩn giấu, có thể huyễn hóa ra đủ mọi hình dáng tiền cờ bách biến, không như tiền cờ tầm pháp cần đánh giản đi theo con đường cực đạo mới có thể che giấu được. chị vẫn gừng tu luyện yên ba vụ ấn thần thông, còn là một đại thần thông của yên vũ lâu. Sương khói mềm mông, ngàn vạn hình tượng, cực kỳ thần diệu. Nhưng chính vì vậy, Hắc Bạch Thần Cung cũng có nghiên cứu đối với bốn công pháp này. Lúc bình thường, yên ba vụ ấn thần thông cũng khó bị phát hiện, nhưng khi đột phá thì khí cơ sẽ biến hóa, lúc đó rất có thể hắc bạch thần cung sẽ phát hiện hiển nhiên đối phương cũng ngạc nhiên sao lại đột phá nhanh như vậy chỉ vẫn ngừng tức giận nói quãng thời gian trước thanh bộc ra ngoài vơ vét đại lượng tài nguyên tất cả đều dùng đến người của ta Thái ất thần thủy quyết và yên ba vụ ấn thần thông có năng lực tương trợ phối hợp Thái ất thần thủy quyết tiến bộ cho nên yên ba vụ ấn thần thông cũng tiến bộ theo không được rồi bây giờ tuyệt đối không thể để yên ba vụ ấn thần thông đột phá đối phương cũng cuống lên. Thế nên ta mới tới tìm ngươi đây. Chị vẫn ngừng lạnh nhạt nói. Đối phương suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Muốn áp chế yên ba vụ ấn thần thông thì cần có ức nguyên đan. Ta cũng nhanh chóng luyện trên một viên giúp ngươi. Phía Nam chấp tử thành. Có lẽ đây là nơi phồn hoa nhất của chấp tử thành. Các phơi thiên tập phong, khu chợ ở đây đa số là tán tu. Vì vậy, những thứ được buôn bán cũng cực kỳ quái dị, thứ gì cũng có cửa hàng lớn nhất phía nam chấp tử thành tên là tế an phường truyền phụ thu phụ các đồ vật của tiền môn cậu bất quân ngồi hút tàu ở góc đó trông như một ông lão nông thôn giả nua ngơ ngác nhìn mặt đất như đang đếm kiến nhưng đôi tai lại lắng nghe tất cả mọi thứ xung quanh buổi sáng sớm không có mấy người việc làm ăn của tế an phường cũng không được tốt đã hơn nửa ngày rồi mà chỉ có năm bà vị khách đi vào phần lớn chỉ mua những vật dụng bình thường thôi nhưng cựu bất quân nhanh chóng đợi được người mình đang chờ. Một tiểu nha hoàn bước vào trong cửa hàng. Trường quay, chỗ người có vô thiên thủy không? Về mặt của cựu bất quân vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt đang nhìn chăm chăm xuống đất, lại đột nhìn lóe sáng. Đợi được rồi. Muốn luyện ức nguyên đàn thì không thể không có vô thiên thủy. Còn vô thiên thủy không có nhiều công dụng, không mấy ai cần. Vì thế, cũng ít cửa hàng kinh doanh thứ này. Dẫu có thì lượng hàng dự trữ cũng không nhiều trước đó cửu bất quân đã mua sạch vô thiên thủy ở hai cửa hàng khác, chỉ còn lại nơi này thôi. Lúc này trường quầy đã đáp, có, muốn mua mấy bình nào? Một bình đã đủ, nhà hoàn đáp giòn giã. Trưởng quầy đã đi lấy vô thiên thủy ra. Cùng lúc ấy, cửu bất quân cũng đi tới, trong lòng bàn tay là một nắm nguyệt ảnh hàn xa. Theo kế hoạch của ninh giả, chỉ cần ra nguyệt ảnh hàn xa lên người, muốn vô thiên thủy kia là coi như cửu bất quân đã hoàn thành nhiệm vụ Linh Giảng có thể dùng côn lồn kính giám sát bất cứ ai. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh có một kẻ cưỡi ngựa lao vọt qua, suy chút nữa đã va vào người cựu bất quân. Cựu bất quân kinh hãi vô thực né tránh, sau đó là một loạt đòn roi không đầu không đuôi, đi đứng không có mắt à. Chính kẻ cưỡi ngựa kia đang cầm roi quất lấy quất để vào người cựu bất quân. Cựu bất quân thầm phẫn nộ, nhưng đang có nhiệm vụ trên người, đành oán hận trừng mắt nhìn kẻ cưỡi ngựa kia. Hắn là một võ phu hùng tráng, thân thể như gấu, giọng nói như sấm. Thế cựu bất quân trừng mắt nhìn mình, lại giơ chân đá vào ngực ông. Còn mẹ mày, dám trừng mắt với ông đây à? Người chán sống rồi sao? Cú đá này với lực lượng cực lớn, cựu bất quân cũng không tránh được, bị đạp cho lào đảo. Đang thầm đổi đáo, thì thấy cổ gái kia đã cầm vô thủy đi ra ngoài. Chết tiệt! Cực bất quân không buồn quan tâm tất cả cưỡi ngựa kia nữa. Quay đầu định đuổi theo, bàn tay của gã võ biên kia lại đã chộp tới sau lưng. Còn định chạy gà, muốn chết sao? Cương bất quân tức giận, trở mắt nhìn cô gái kia đi rồi, trong lòng lo lắng. Đang định ra tay phế bỏ tên cuốn kiếp này, thì bên tai vang lên giọng nói của đình giả. Đừng ra tay, người ở lại đây, tiếp tục chú ý xem còn ai khác đến bùa không. Cương bất quân nghe tiếng nói lập tức bình tĩnh lại. Nguyệt ảnh hàn sát trong tay trực tiếp đổi hướng, hất lên trên người tên võ phù kia, rồi cười bồi đói. Lão giả này sai rồi, Lão xin lỗi ngài, xin ngài đại nhận thứ lỗi cho. Thế còn tạm được. Tên võ phu kia giờ trần đa vàng cửu bất quân rồi quay người lên ngựa bỏ đi. Cửu bất quân nhìn võ phu kia đi rồi, ánh mắt hiện lên và ngờ vực. Sau khi nổi đóng, cửu bất quân tỉnh táo lại, đã ý thức được có vấn đề rồi. Nơi này là chấp tử thành, dưới chân hắc bạch thần cung, vốn là đất hòa hồ tàng long. tự bao giờ mà một tên võ phu dám kiều căng như vậy? Hắn đang nhắm vào mình à? Hay là hắn có lai lịch lớn? Cơ bất quân không tìm được đáp án, cũng không đợi được Ninh Dạ trả lời, vì Ninh Dạ đã đi theo. Nhà hoàn đi xuyên qua đám đông, qua hết phố lớn, lại ngõ nhỏ. Ninh Dạ theo sát phía sau, đồng thời suy nghĩ tất cả những chuyện phát sinh, rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý. Khác với bắt đại tiền bồn còn lại, thì Yên Vũ Lâu là kẻ am hiểu bố trí gián điệp nhất. Nếu bàn về chiến tranh gián điệp giữa các tiền bồn, Yên Vũ Lâu thật sự là lão tổ tông trong nghề chuyện này khiến cho Yên Vũ Lâu trở thành bồn phái có tin tức nhành nhạy nhất trong cầu đại tiền môn. Đừng nhìn đến mang qua, Ninh Giả dạ gây ra không ít phiền toái cho hắc bạch thần cung. Thật ra Yên Vũ Lâu cũng dính tới không ít chuyện. Chỉ riêng chuyện ám sát mà Ninh Giả dạ biết, trong ba năm vừa qua đã xảy ra sáu vụ. Yên Vũ Lâu có một bộ phận truyền ám sát. Khởi quân phần lớn thu thập của bọn họ đều là đủ loại hoạt động ám sát. Có thể nói là tổ chức sát thủ mạnh mẽ nhất trường thành giới. Cái tên Yên Vũ Đầu cũng là vì vậy, làm mưa làm gió, như khói như mây, có gặp ở khắp nơi, khó lòng nắm bắt được. Chính vì vậy, phương diện phản gián phải truy tung của người Yên Vũ Lâu, không tính kiếp trước của Ninh Giả, ít nhất cũng xuất sắc nhất trong số các đại tiền bồn hiện nay mà y có thể nhận định được. Nếu nói chuyện vừa rồi là Yên Vũ Lâu cố tình gây ra cũng hoàn toàn là hợp lý. Có điều vẫn có điểm không hợp lý. Nếu võ sĩ cưỡi ngựa kia là do Yên Vũ Lâu sắp xếp thì thủ đoạn quá thô kệch. Trừ phi bọn họ biết trước thần phận của cựu bất quân, không thì làm sao nhắm vào ông như vậy được. Nhưng nếu không phải thì không đúng. Ninh giả đột nhiên ý thức được điều gì. Nếu võ sĩ kia chỉ là trùng hợp, thì rất có thể Yên Vũ Lâu còn có bố trí khác. Lúc này Ninh giả đã đến bên cạnh nhà hoàn kia. Chỉ cần một chốc thôi là có thể vẩy huyệt ảnh hạn xa đình. Ninh giả lại đảo mắt xung quanh, bỗng có cảm giác mơ hồ như đang bị thăm dò không khác gì có gai sau lưng. Linh Dạ nắm chặt tay, cuối cùng bàn tay nắm quyệt ảnh hẳn xa vẫn không tung ra, cứ thế bước qua bên cạnh nhà hoàn kia, đi về phía trước, trực tiếp đi vào góc bên cạnh nói. Thiền cơ, báo cho tiêu tiêu, chuẩn bị ở giao lộ phía trước. Hiểu rồi. Linh Dạ chìm xuống đất, rồi biến mất không còn tung tích. Nhà hoàn kia vẫn đi trên đường, có vẻ hoàn toàn không hề có cảnh giác. Ngay lúc này một cô gái áo xanh đi từ đằng trước tới, tay còn cầm một chuỗi kẹo hổ lô. Ngày khoảnh khắc đi qua nhà hoàn, cô gái áo xanh nhích sang bên cạnh một chút, va và vào nhà hoàn một cái. Nhà hoàn kia kêu, kêu ai ra một tiếng. Cô gái áo xanh vội vàng nói, xin lỗi xin lỗi, người không sao chứ. Nhà hoàn liếc mắt nhìn vô thiên thủy trong tay, may mà không rơi xuống. Cô nàng trướng mắt với cô gái áo xanh, đi đứng cẩn thận một chút. Nói xong lập tức bỏ đi. Nhìn bóng lưng của nhà hoàn, cô gái áo xanh mỉm cười, tiếp tục đi qua, lúc đi qua bên cạnh ninh giả cô gái hạ giọng nói thả xong rồi ninh giả gật đầu đã tự tìm một quán rượu ngồi xuống tuy tiện gọi hai món ăn sáng tâm thần tiến vào trong thiên cờ điện hình ảnh hiện lên trong côn đường tính nhà hoàn kia đi thẳng một mạch tới một căn nhà trong nhà là một nam tử áo xám không thấy rõ gương mặt nhà hoàn kia đưa vô thiên thủy sang mua được rồi nam tử áo xám kia cầm vô thiên thủy đi khỏi còn mẹ nó ninh giả nổi giận đám yên phú lâu này rõ là cẩn thận. Mảnh mối vừa tìm được đã bị đứt đoạn, nên dạ biết không thể chờ thêm được nữa, lập tức lao ra khỏi quán rượu truyền âm, thiên cơ thay đổi mục tiêu, tìm một nam tử áo xám cao khoảng 6 thước 7 tấc, đi dài bay, đi ra từ 4, số 42 phố đại danh tới phía tây, người tìm ra hắn trước đi. Nhưng ta không có nguyện ảnh hàn xa. Thiên cơ vừa truyền tin cho người trong chấp từ thành xong, lúc này không ở bên cạnh đình giả cứ theo dõi hắn đã rồi tính. Linh dạo vội vàng đi về hướng Tây. Vừa đi được vài bước, lại thấy nhà hoàn kia đi ra khỏi căn nhà số 412, cúi đầu dáng vẻ vội vã. Thấy nhà hoàn kia, trong lòng linh dạo hơi động, có gì đó không đúng. Linh dạo để ý thấy vẫn là nhà hoàn kia, nhưng đã thay quần áo, mặc trang phục của nữ đồng thôn. Cái gì? Trong lòng linh dạo hơi ngạc nhìn, đột nhiên ý thức được điều gì, chuyển hướng về phía nhà hoàn. Thấy cô gái kia đi chưa được bao xa, đã lại quay đầu về khu chợ ở phía Nam Thành vào một cửa hàng khác. Hoa trạng cơ điểm của bọn họ vốn ở đây. Lúc trước chỉ là đi vòng vo. Lúc này Ninh Dạng ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên trình có đề ba chữ lớn Sương Nguyệt Phường. Sương Nguyệt Phường à? Vị ương phủ sao? Nơi này là động phủ mới mở của Ninh Dạng. Sau khi thăng cấp lên Hoa Luân, y còn có tư cách lựa chọn động phủ mới, không phải ở căn nhà nhỏ rách nát như trong quá khứ nữa. Thời khắc này. Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ đang ở trong động phủ. Ninh Dạ nằm trên đùi Trì Vãn Ngưng, Trì Vãn gừng bóp đầu cho y, ồ lên kinh ngạc. Đó chẳng phải xưởng bảo khí nổi tiếng nhất Chấp từ thành sao? Ta đã từng tới đó chơi, ta nhớ người quản lý nơi đó là nữ, tên là Lâm Sinh Kiều. Ừ, bây giờ xem ra chắc cứ điểm của Yên Vũ Lâu là ở đây. Ninh Dạ thoải mái hưởng thụ xòa bóp của Trì Vãn Ngưng rồi nói. Người của Yên Vũ Lâu rất gian xảo, chứ cho giả thực ra thật, thật giả giả thực chất là giả rất tốt, đúng là cẩn thận tới quá mức. Ninh giả thấy cá bất đắc dĩ, như vậy dẫu sao cũng vẫn không hoàn thành công được. Chỉ vẫn ngừng thở dài, ít nhất cũng biết người ta đang ở đâu. Đinh giả đây chẳng nhụt trí, sống trong hắc bạch thần cùng một thời gian, đấu đá với nhau cũng nhiều, gặp nhiều chuyện tên bức quen thuộc, trải qua nhiều sóng gió, chuột thật bại nhỏ nhỏ đó không tính là gì. Tôi không thể rành nguyệt ảnh hẳn xa vào sừng Nguyệt phường, nhưng đã có mảnh mối những việc còn lại dẫu sao cũng có thể làm được. Có cần bảo thiên cờ thử lại hay không? Trì Vãn Ngưng lại hỏi. Không được đâu, nếu Sơn Nguyệt Phường thật sự là cứ điểm bí mật của Nghiên Vũ Lâu. Như vậy chắc chắn bên trong có đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa còn có thủ đoạn bí mật gì đó. Nếu thiên cờ tùy tiện xông vào, chắc chắn đến 8 chín phần 10 sẽ bị phát hiện ra. Lần giao thủ trầm lặng với Yên Vũ Lâu này khiến hình dạ ý thức được, ít nhất bên trên phương diện hành động bí mật Nhân vũ đầu giỏi hơn hắc vạch thần cung rất nhiều. Đối phó với đức thủ như vậy, tuyệt đối không thể chủ quan được. Vậy tiếp theo chàng định làm thế nào? Đầu tiên cứ tập trung bọn họ lại, tìm ra từng con chuột nấp dưới cái cống đó. Sau đó ấy à? Linh dạ đang trầm tư, đột nhiên nghĩ ra điều gì? Đúng rồi vãn ngưng, Yên vũ đầu có biết chuyện chúng ta yêu nhau không? Chị Văn ngưng đáp lời, đâu chỉ có họ, em là toàn bộ chấp từ thành không ai không biết đấy. Chị Văn ngưng vô cùng kiểu diễm, bao nhiêu người chú ý tới cô. Chuyện tình cảm của cô đã đang truyền khắp nơi xung quanh. Ngay cả dân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết. Vậy Yên Vũ Lâu có phản ứng gì? Đương nhiên là phản đối, nhưng ta không nghe lời. Bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Chỉ vẫn ngừng kiêu ngạo nói. Vậy sao? Ninh dạng nhau mắt lại. Ngày hôm nay hắn ngụy trang ra ngoài theo dõi nhà hoàn kia, không sợ đối phương nhận ra. Nhưng thời khắc này ý thức được sự cẩn thận của Yên Vũ Lâu rất nhiều suy nghĩ vốn không có lại xuất hiện trong lòng. Ninh giả trầm tư trong chốc lát rồi mới nói. Ta nghi ngờ, có thể Yên Vũ Lâu đã nhận ra nàng đã phát hiện chuyện tam thi đan. Cái gì? Trị Vãn Ngưng kinh hãi. Yên Vũ Lâu không nói với Trị Vãn Ngưng, nhưng chuyện hạ tam thi đan là Trị Vãn Ngưng tự phát hiện, nhưng cô vẫn vở như không biết. Bây giờ ý của Ninh giả là Yên Vũ Lâu đã hoàn toàn đoán ra được điều này. Sao lại như vậy chứ? Trị Vãn Ngưng không hiểu. Vì thái độ của nàng quá cứng rắn, Ninh giả trả lời, thân là gián điệp, trong tình huống bình thường, nàng không nên cứng rắn như vậy. Nàng cứng rắn vì nàng biết nàng đã bị coi như con rối, vì nàng biết bọn họ cần dùng nàng để khống chế thanh mộc. Vì thế nàng mới dám bỏ qua yêu cầu của bọn họ, đối đầu với bọn họ, biết mình sắp chết nên không hề sợ. Trì vẫn ngừng ngạc nhiên, hoa ra cuối cùng vẫn là chính ta để lộ ra. Ninh giả thở dài, chuyện này cũng tại ta, không quan tâm đến nàng sớm hơn không phải nỗi của chàng, thời gian đó chẳng có quá nhiều chuyện cần làm. Chỉ vẫn gương lại chẳng hề oán hận y. Sức lực của con người dẫu sao cũng chỉ có hạn. Lúc trước Ninh giả vội vội vang vang giải quyết cả đống vấn đề, là cầu chân, dọn thiền chiếu, sau đó lại bận rộn sùng kích cảnh giới hòa luân, đúng là không có nghĩ nhiều về chuyện của Yên Vũ lâu. Sự xem ra y lười biếng trong thời gian đó đã tạo thành phiền toái cực kỳ lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.